Cà phê bà con ơi, cà phê thì không ai lạ gì biết hết, nhưng mà cà phê nó còn có cái những cái nguyên tắc của nó tốt cho sức khỏe chứ không phải không. Cà phê tốt cho sức khỏe vô cùng, ta uống vào buổi sáng thì để ta giao lưu với bạn bè quen biết, mà nó làm tỉnh ngủ sảng khoái minh mẫn và chuẩn bị cho một công việc thường ngày hàng ngày đó, thường thường là vậy. Nhưng uống cà phê để dinh dưỡng cho cơ thể, ở dinh dưỡng cho cơ thể thì phải uống lúc 11 giờ đến 13 giờ là nó dinh dưỡng, nó tốt cho sức khỏe. Người nam hàng ngày không quá 4 ly, không được quá 4 ly là không tốt người nam. Nữ không quá 2 ly cà phê đó một ngày thì có được táp tốt, giảm mỡ bụng, béo phì, ăn kiêng của người đang cần ăn, và nó kéo dài cho tuổi thọ. Nếu ăn quá nam 4 ly, uống quá nam 4 ly, nữ 2 ly thì nó gây bồn chồn, khó chịu, khó ngủ, mất ngủ, nghiện và tim đập nhanh, lo lắng, bất an. Cho nên chúng ta không được nam không quá 4 ly, nữ không quá 2 ly. Mong bà con đã chú ý. Bà con ơi, kênh chúng tôi một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bà con có thấy được, vui lòng đăng ký để 4 video nó đến sớm nha bà con, vì sức khỏe, bệnh gì, ăn gì, bệnh gì, không nên uống gì, vân vân. Và ủng hộ chúng tôi, thấy được vui lòng chia sẻ, giới được vui lòng đăng lại để mọi người biết cùng nhau khỏe mạnh. Bà con ơi, chúc bà con này vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào sao chị nữa.